Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là cộng tác viên của người Tây Nguyên. Vâng, thưa quý vị, hôm nay tôi có mặt tại huyện Chư Pứ để giới thiệu tất cả các bà con một miếng đất có mặt tiền quốc lộ 14A này là 12m và sâu 65m đã trừ mốc nội giới nhé. Trên đất của chúng ta thì có 300m² đất thổ cư nhé quý vị nhé. Từ vị trí đám đất của chúng ta đây mà đi về đến trung tâm huyện chỉ hơn 1 cây số đâu quý vị. Và đây là hướng chúng ta đi về về sân bay. Đấy, cái sân bay khoảng 30 cây. Và đây là cái vị trí đất của chúng ta nhé. Tức chúng ta có cái mặt tiền chính, mặt tiền quốc lộ 14A này là hướng Tây. Và nó từ cái ngõ của nhà hàng xóm này nhá quý vị nhá, kéo sang bên kia là 12m. Đấy, đất chúng ta thì thấp hơn đường khoảng đâu 20-30 phân quý vị, 20 phân thôi. Đấy, trên đất có 300m² đất thổ cư nhá quý vị nhá. Toàn bộ đất đã được chủ nhà rào lưới B40 xung quanh rồi. Khu dân cư rất là đông đúc nhá, an ninh đảm bảo. Đấy, sâu 65m đã trừ mốc nội giới. Từ vị trí đất của chúng ta mà đi về trung tâm huyện chỉ hơn 1 cây thôi quý vị. Đấy, đất chúng ta nó thuộc đất xã nhưng mà nó lại giáp ranh cái đất huyện đó, đất thị trấn ấy. Đấy, nó ở cái khu vực mà giáp ranh. Đấy, cách đất thị trấn thì 3 bước chân thôi quý vị. Ngay mặt tiền quốc lộ 14A, giá bán mong muốn của chủ nhà là 105 triệu, có bất lộc nhẹ cho quý bà con nhé. Bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với lại người Tây Nguyên qua số điện thoại 0976660424 ạ. Đấy nhá, ngay bên cạnh đây là người ta mới bán 100 triệu 1m ngang, nhưng mà trên đất của họ chỉ có 100m² đất thổ cư thôi quý vị nhá. Còn xích lên qua cái biển của công ty xăng dầu kìa, một xí thôi là người ta đã bán 120 triệu một mét rồi. Đấy, mà đất chúng ta đây, ngay đây giáp ranh đây mà 300 thổ cư nha quý vị nhá, chỉ 105 triệu một mét. Đấy, bất lộc cho quý bà con. Đấy, đất của chúng ta đối diện ngay doanh nghiệp duy nhất cho quý vị nhá. Đấy, công ty xích kia tí là cây xăng này. Đấy, xích tí kia tí nữa là bên đây phải chúng ta đây là công ty Tân Thuận cho quý vị nhá. Một miếng đất rất là tuyệt vời, gần 3 công ty luôn. Đấy, bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với người chứng viên nhé, có số điện thoại 0976660424 ạ. Bà con coi video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ người Tây Nguyên nhé. Mình thấy giá đất lên từng ngày quý vị ạ. Cái giá 105 triệu rất là hợp lý. Đất xã thôi nhưng mà cách đất huyện chỉ 3 bước chân thôi quý vị. Xích đây tí này là cái ngã ba con đường Trành Tây đi ra bên dưới này quý vị này, cách hơn 100m thôi. Dân cư rất là đông đúc luôn quý vị. Xin chào tất cả quý bà con nhé, và hẹn gặp lại quý bà con trong những video sau ạ. Xin chào tất cả mọi người.